Tại sao Nguyễn Phú Trọng không dám động đến Lê Thanh Hải? Bài viết của tác giả Trung Điền. Biện pháp kỷ luật mà Bộ Chính trị vừa quyết định trong phiên họp ngày 20 tháng 3 vừa qua dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Phú Trọng đối với hai ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân về những sai phạm liên quan đến dự án Thủ Thiêm là quá nhẹ. Ông Lê Thanh Hải chỉ bị phe ông Nguyễn Phú Trọng cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015. Trong khi vẫn được cho tiếp tục giữ chức nguyên ủy viên Bộ Chính trị ở hai nhiệm kỳ 2006-2010 và 2011-2016. Còn ông Lê Hoàng Quân thì chỉ bị cảnh cáo, vẫn giữ chức vụ nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư Thành ủy Sài Gòn, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên chủ tịch ủy Ban nhân dân thành phố Sài Gòn. Trong đảng quy, Đảng Cộng sản Việt Nam quy định biện pháp kỷ luật đối với một đảng viên gồm có 4 cấp bậc, từ thấp đến cao: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Dựa theo 4 cấp bậc này thì việc ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức mà lại là cái chức ông Hải đã bị thu hồi. Ông Hải không còn làm nữa. Đó là nguyên bí thư Thành ủy Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2016. Trong khi ông Hải vẫn còn giữ hàm ủy viên Bộ Chính trị thì biện pháp kỷ luật này rõ ràng chỉ là làm cho lấy có mà thôi. Trong các đảng Cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng, khi một đảng viên leo lên hàng Trung ương Đảng thì mơ ước của họ là ngồi vào ghế ủy viên Bộ Chính trị, và nếu phe nhóm của mình mạnh thì leo lên hàng tứ trụ. Khi leo lên hàng tứ trụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hay là Chủ tịch Quốc hội thì ngoài những ưu đãi về quyền lực, khi qua đời còn được đảng tổ chức quốc táng và được cấp cho một số đất đai để làm đền thờ, như đền thờ của Trần Đại Quang ở Ninh Bình, đền thờ Phan Văn Khải ở Củ Chi. Còn đối với những người thuộc hàng ủy viên Bộ Chính trị thì khi về hưu, mọi bổng lộc không có gì thay đổi, nghĩa là khi còn làm việc hay là khi đã về nghỉ hưu vẫn được ở nhà của chính phủ nếu muốn, và mọi di chuyển đi lại, kể cả là chăm sóc sức khỏe, đều được những ưu đãi đặc biệt. Chính những bậc thang được quy định bổng lộc như vậy trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta đã không ngạc nhiên về kết quả kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải và trước đó là Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội, chỉ bị mức kỷ luật khiển trách trong vụ làm thất thoát 3.000 tỷ đồng trong dự án đầu tư mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên do Trung Cộng đầu tư xây dựng. Nhưng việc ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân chỉ bị kỷ luật nhẹ còn có một số nguyên do khác. Quan trọng hơn, đó là nhờ bóng của Trương Tấn Sang. Trước khi được đưa vào hàng tứ trụ trong vai trò chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016, Trương Tấn Sang giữ vai trò thường trực ban bí thư, phụ tá cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Vì thế mà có nhiều triển vọng trở thành Tổng Bí thư khi Nông Đức Mạnh về hưu trong nhiệm kỳ 2011-2016. Nhưng ông Sang bị rơi vào cuộc đấu đá quyết liệt với phe ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó đang là thủ tướng, về việc tranh nhau ghế Tổng Bí thư. Cuộc chiến bất phân thắng bại, rốt cuộc Trương Tấn Sang đã ủng hộ để cho Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, lên làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2011-2016, như là trái độn. Khi lên làm Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng rất cô thế và gặp rất nhiều áp lực từ phe Nguyễn Tấn Dũng, nên đã phải hợp tác với phe Trương Tấn Sang và Đinh Thế Huynh, lúc đó đang là thường trực ban bí thư, để chống lại Nguyễn Tấn Dũng bằng chủ trương chống tham nhũng. Cuộc chiến chống phe Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu bùng nổ từ năm 2012, khi ông Trọng lấy lại chức chủ tịch phòng chống tham nhũng từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng, thành lập lại Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương để giảm bớt quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng. Những thay đổi quyền lực nói trên, nếu không có sự hỗ trợ tích cực của Trương Tấn Sang vào lúc đó, thì một mình Nguyễn Phú Trọng khó mà thành công, vì phe Nguyễn Tấn Dũng không những chiếm hầu hết ở các bộ trong Trung ương Đảng, mà còn có rất nhiều tiền để khuynh loát trong nội bộ. Lê Thanh Hải vốn là đàn em của Trương Tấn Sang từ lúc sang làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn, nhiệm kỳ 1996-2000, nên nhờ đó mà Lê Thanh Hải không những được xây dựng quyền lực của mình trong Thành ủy, mà còn trở thành lãnh chúa Sài Gòn từ năm 2006, khi bước lên ghế ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ 11, từ 2006-2011, và nhiệm kỳ 12, từ 2011-2016. Một điều dị thường khác đối với Nguyễn Phú Trọng là từ lúc lên làm Tổng Bí thư khóa 11 và 12, hầu như không lần nào ông đặt chân đến sinh hoạt các đảng bộ tại Sài Gòn nói riêng và ở miền Nam nói chung. Ông Trọng chỉ đến Sài Gòn vài lần để dự ngày lễ kỷ niệm 30 tháng 4 và một lần sau cùng là đến Kiên Giang, nơi ông đã bị đột quỵ vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Với một Tổng Bí thư không hề đặt chân đến miền Nam, nhất là Sài Gòn, thì làm sao ông Trọng có thể hiểu rõ được những sai trái của cán bộ đối với các dự án phát triển Thủ Thiêm, cùng với những tai họa mà hàng ngàn dân oan tại vùng đất này phải gánh chịu. Mà nếu ông Nguyễn Phú Trọng có muốn thọc tay vào giải quyết rốt ráo cũng không được,
vì sẽ phải đối đầu lại những người đã từng giúp ông Trọng giành lấy quyền lực trong cuộc chiến với phe Nguyễn Tấn Dũng. Kết cuộc Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân đã không trở thành củi vì phe Nguyễn Phú Trọng không dám đụng đến băng đảng Lê Thanh Hải, Trương Tấn Sang trong lúc chuẩn bị nhân sự đại hội 13. Cựu bí thư Thành Hồ vô sản Lưu Manh kỳ 1. Lê Thanh Hải sinh năm 1950, xuất thân từ ấp Điều Hòa, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Năm 13 tuổi, một chữ bẻ đôi cũng không có, cậu bé gốc Hoa tên Lê Thanh Hải lang thang, lần mò lên Sài Gòn kiếm sống. Một lần, lão Hàn gò người tàu ở quận 5 thương tình, cho phụ việc và dạy cho Lê Thanh Hải nghề thợ hàn. Khi quân lực Hoa Kỳ đổ bộ vào miền Nam để kìm chân Trung Cộng và ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt Nam tiến, những thằng bé vô học, du thủ du thực như Lê Thanh Hải được lực lượng Cộng sản nằm vùng lôi kéo vào đội quân có tên là Biệt Động Thành. Nhiệm vụ chính được giao là ném lựu đạn giết lính Mỹ và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ám sát các thành phần trí thức, viên chức phục vụ nền đệ nhị Cộng Hòa. Cứ giết được nhiều người thì sẽ được phong là dũng sĩ, tàn sát được càng nhiều người, gây kinh hoàng, gây sợ, vang dội khắp miền Nam. Những người lập được chiến công đó sẽ được phong anh hùng. Máu của dân miền Nam và lính Sài Gòn đã được những kẻ như Lê Thanh Hải đổi thành những tấm huy chương đỏ rực gắn trên ngực áo sau này. Khái niệm vô sản Lưu Manh do Karl Marx và Engels đặt ra đầu tiên trong quyển Ý thức hệ Đức xuất bản năm 1845. Hai ông Marx và Engels dùng nguyên văn là Lumpen Proletariat, trong đó Lumpen có nghĩa là rẻ lau, rẻ rách, còn Proletariat là giai cấp vô sản. Lumpen Proletariat có nghĩa là vô sản khố rách áo ôm, gọi tắt là vô sản khố rách, mà Trung Quốc cũng dịch thành Lưu Manh vô sản giai cấp. Và Lê Thanh Hải đã sớm ghi tên mình vào danh sách vô sản Lưu Manh như vậy. Là một con người cơ hội, năm 1980, Lê Thanh Hải cậy người mai mối, tiếp cận tán tỉnh Trương Thị Hiền, em gái của Trương Mỹ Lệ, khi đó là bí thư thành đoàn. Hiền là con gái của bà Sáu Hòa, là một trùm Biệt Động Thành. Trương Thị Hiền được cả Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt nhận làm con nuôi. Vì thế, từ khi cưới được Trương Thị Hiền, Lê Thanh Hải lên như diều gặp gió. Tháng 5 năm 2001, dựa vào thế lực của chị vợ Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Lê Thanh Hải ép được Võ Viết Thanh về hưu sớm và giành chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây, Lê Thanh Hải, tức là Hai Nhật, đã từ từ leo lên đỉnh cao quyền lực. Ngồi ghế Chủ tịch thành phố, Lê Thanh Hải ép các cấp phó như Nguyễn Thiện Nhân, Mai Quốc Bình phải chuyển đi, đưa về cánh của mình như Nguyễn Thành Tài, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua về bên mình. Cấp đất, công khai mua chức, bán chức, trù dập đối thủ, hình thành phe nhóm chính trị, đưa bà con họ hàng vào nắm hết những vị trí chủ chốt, hái ra tiền. Lê Thanh Hải trở thành lãnh chúa Thành Hồ, một chùm mafia du côn và máu lạnh số 1 miền Nam. Dưới thời Lê Thanh Hải, ai đối đầu với ông ta sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Quan chức công thần của chế độ, gia đình thương binh, liệt sĩ, một khi bị chính quyền Lê Thanh Hải cướp đất, chèn ép thì chỉ có chấp nhận cúi đầu nếu không muốn tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Còn đối với dân đen thì khỏi phải nói, tù tội, tra khảo, bức tử, chết đúng quy trình trong nhà tù. Dư luận xã hội chỉ biết các con của Hai Nhật là Lê Trương Hải yếu và Lê Trương Hiền Hòa ăn chơi phóng đãng, bắt phụ nữ đẻ con mà không cần cưới, cướp vợ người ta, phá nát hạnh phúc gia đình của họ, chứ không biết rằng cha chúng cũng là tay háo sắc bậc thầy. Lê Thanh Hải từng cặp bồ với Đào Thị Hương Lan, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1960, quê xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, nay là phường 8, thành phố Mỹ Tho. Sắc đẹp đã đưa Lan lọt vào mắt xanh và khi đã là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải đã đưa Lan về làm chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến 2004. Tháng 8 năm 2004, Hai Nhật cho Lan về lại Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng nắm giữ các chức vụ trưởng phòng ngân sách, phó giám đốc. Chưa hết, Hai Nhật cơ cấu Lan và thành ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân, rồi giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đến hai nhiệm kỳ. Năm 2007, khi đã là bí thư Thành ủy Thành Hồ, Lê Thanh Hải chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 09. Ban Chỉ đạo 09 do Lê Hoàng Quân, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ban Chỉ đạo 09 gồm 2 tiểu ban, 10 thành viên, tiểu ban xử lý sắp xếp nhà đất các cơ quan, đơn vị trung ương và tiểu ban xử lý sắp xếp nhà đất các cơ quan, đơn vị thành phố, quận huyện, phường xã. Tất nhiên, người tỉnh Đào Thị Hương Lan ngồi ghế phó ban 09.
Suốt những năm Lan làm giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm phó ban chỉ đạo 09, nhiều công sản đã bốc hơi một cách ngoạn mục. Trong vụ án Vũ Nhôm phủ phép chiếm khu đất vàng 15 Thi Sách mà cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố, Lan cũng là đối tượng có liên quan. Với chức trách được giao, Lan đã tiếp tay để khu đất vàng 15 Thi Sách lọt vào túi Vũ Nhôm một cách dễ dàng. Lan cũng dính líu trực tiếp đến vụ khu đất vàng 185 Hai Bà Trưng do Dương Thị Bạch Diệp thâu tóm. Nắm tài chính toàn bộ thành phố, Đào Thị Hương Lan là tay hòm chìa khóa, giúp cho Lê Thanh Hải yên tâm hút máu nhân dân và rút ruột hết ngân sách. Hàng trăm công sản dự án lọt vào tay các nhóm lợi ích trong nước, dòng họ Lê Thanh Hải và cả đại gia nước ngoài như tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan, tỷ phú Trung Quốc. Hai nhịp bật đèn xanh cho Lan góp vốn với Lê Thị Thanh Thúy, tức là Hà Sen, chủ đầu tư khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, để thâu tóm khu đất số 8 và 12 Lê Duẩn, quận 1. Cứ vậy, hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn tỷ tiền công sản đã cuốn theo chiều gió cùng đôi tình nhân hai Nhật Hương Lan. Năm 2018, Vũ Nhôm Út Chọc bị bắt giam, Nguyễn Thành Tài bị khởi tố. Thấy động, Lê Thanh Hải vẽ cho Đào Thị Hương Lan sang Mỹ chữa bệnh, nhưng thật ra là cao chạy xa bay. Từ Mỹ, Lan đào thoát sang Canada. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, cơ quan điều tra quyết định khởi tố Lan về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, đến khi cơ quan điều tra ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng, thì Lan đã không có mặt tại nhà riêng, ở số 601Y, đường 15, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh từ lâu rồi. Riêng bản thân Hải, dấu ấn lớn nhất cũng là tội ác trời không dung đất không tha, đó là ông ta tùy tiện hô biến 160 ha đất tái định cư, không thực hiện đúng chỉ đạo tái định cư, phải sát hoặc liền kề với khu trung tâm của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 367 năm 1996. Điều này đã gây phẫn nộ cho người dân bị giải tỏa, bởi họ phải hy sinh nhà và đất để làm dự án, trong khi không được hưởng bất kỳ lợi ích nào mà dự án mang lại, như chủ trương nhân văn ban đầu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua quyết định 367. Nghiêm trọng hơn, chỉ đạo của Lê Thanh Hải còn dẫn đến việc thu hồi đất tràn lan của người dân ở các nơi khác như khu Nam Rạch Chiếc, khu Thạnh Mỹ Lợi để phục vụ tái định cư cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, dù chẳng có quy định nào từ chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh làm việc này. Máu dân oan đã đổ, oan khiến ngút trời xanh, nỗi đau thương chất chồng ở Thủ Thiêm là bản cáo trạng đanh thép dành cho tay vô sản lưu manh Lê Thanh Hải. Từ một khu tái định cư 160 ha tập trung ở cạnh khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hô biến thành 6 địa điểm đẩy người dân bị giải tỏa đi xa. Trong đó có những nơi cách trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm gần 15 km như phường Thạnh Mỹ Lợi, phường Cát Lái. Tại ba phường Bình Khánh, An Phú, An Khánh gần trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết tái định cư bằng nền đất mà cho xây hàng loạt chung cư cao tầng với quy mô 12.500 căn hộ. Như vậy, 160 ha đất tiếp giáp với khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm lẽ ra bố trí tái định cư cho người dân, bằng nhóm Lê Thanh Hải đã xẻ thịt phân lô, giao cho con em mình kinh doanh bất động sản trục lợi, giao cho các đại gia làm dự án thương mại, đổi đất lấy hạ tầng kiểu cho không biếu không, dành cho các đệ tử của Trần Đại Quang như Khoa Khàn, Trần Đăng Khoa, Vũ Nhôm, Trần Bá Dương, v.v.